Thưa quý vị, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 50 năm trước, Việt Nam và Hà Lan được đánh giá là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả, phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Hội thảo 50 năm quan hệ Việt Nam-Hà Lan thành tựu và triển vọng được tổ chức sáng ngày 15 tháng 12 tại Hà Nội đã cùng nhìn lại những thành tựu trên chặng đường này. Quan hệ Việt Nam và Hà Lan phát triển và xây dựng suốt 50 năm qua với điểm nhấn về hợp tác nông nghiệp, quản lý nước, đầu tư. Giữa Việt Nam và Hà Lan ký kết hai hợp tác chiến lược, thỏa thuận đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và quản lý nước ký năm 2010 và chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực năm 2014. Và vào tháng 4 năm 2019, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tới Việt Nam và Hà Lan nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Hai nước đã ký kết hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực với những chương trình cụ thể như chương trình DRIVE cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chương trình NICHE cho giáo dục hay chương trình OKP cho ngành nước và nông nghiệp. Quan hệ hợp tác giữa hai nước nó đã phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, thứ nhất đấy là tạo lập được cái tin cậy chính trị. Cái thứ hai nữa là đã gia tăng được cái quan hệ về thương mại. Việt Nam và Hà Lan đều là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau trong ASEAN, trong EU. Tôi tin tưởng là với cái quyết tâm chính trị, với tiềm năng và lợi thế của cả hai nước, đặc biệt là với cái nền tảng, cái tài sản vô cùng quý báu, đấy là cái thành tựu của 50 năm hợp tác vừa qua. Tại hội thảo, đại diện của các bộ ngành, địa phương của Việt Nam và các lãnh đạo doanh nghiệp Hà Lan đã chia sẻ về những dự án đang triển khai và bàn về giải pháp cho những vấn đề chung của hai nước. Các đại biểu đánh giá cao những thành tựu mà hai nước đạt được trong 50 năm qua và cũng chia sẻ rằng còn rất nhiều việc phải làm để xứng với kỳ vọng của nhân dân hai nước. Những thành tựu trong 50 năm qua thật tuyệt vời, nhưng vẫn còn nhiều việc chúng ta cần phải làm trong tương lai. Về chuyển dịch năng lượng, đây là thời điểm quan trọng mà Việt Nam nên tận dụng để chuyển đổi và phát triển năng lượng tái tạo. Về đầu tư, các doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao việc Việt Nam không ngừng hoàn thiện thể chế để tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, có những hệ thống như dịch vụ một cửa, Việt Nam có thể áp dụng để thuận tiện hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Có thể nói rất ít quốc gia trên thế giới có mối quan hệ gắn bó lâu dài và hiệu quả như Việt Nam và Hà Lan. Và những thành tựu đúc kết trong 50 năm qua cho thấy tầm quan trọng của hai nước dành cho nhau và là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Hà Lan cùng hướng tới những mục tiêu mới trong tương lai.